vệ vô đây nè. Đó là chị. Xin chào bà con, bây giờ mình tiếp tục đi trao những cái sự giúp đỡ của mạnh thường quân của nước ngoài đến những bà con nghèo. Thì hôm nay là mình sẽ hôm nay thì với sự giúp đỡ của chị Lan Nguyễn ở nước ngoài, thì hôm nay mình đến cái trường hợp đầu tiên. Thì chị Lan Nguyễn gửi cho bà con là 5 triệu. Bây giờ mình sẽ đến cái trường hợp đầu tiên để giúp đỡ, xin mời bà con theo dõi đi. Chào bà con, thì nhà của cái một cái hoàn cảnh khó khăn được chị Ngọc trong hội bác ái từ thiện nhà thờ Long Hưng giới thiệu cho hai vợ chồng mình. Thì bây giờ mình sẽ vô cái hộ đầu tiên nè, mình cũng chưa rõ hoàn cảnh như thế nào nữa. Dạ. Xin thay mặt Hội đạo Long Hưng bên ban bác ái xã hội thì giới thiệu chị này. Chị bị khớp, tiểu đường. Lúc trước, thời gian trước thì còn đi được, nhưng mà bây giờ là không có đi được, nằm một chỗ luôn. Gia đình thì hoàn cảnh thì rất là khó khăn, con cái thì như nghèo rồi. Nói chung là có gia đình thì nó cũng đi tứ tán hết, và chỉ ở đây sống một mình. Yeah. Ăn uống thì mượn người ta mua, còn gạo thì ở xóm thì như người lâu lâu người cho ít ít gì đó. Người tiền thuốc mang thì ai cho nhiều thì mua thuốc nhiều, còn mấy thì thôi chứ giờ. Ủa cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? 54 tuổi. 54 hả? 54 là bằng tuổi mẹ con. Cô được mấy người con? Hai đứa gái rồi. Người vợ con cô đang ở đâu? Đứa ông chồng, hai đứa ông chồng không ở, rồi đứa nó đi làm thấy tôi khổ quá, đi làm nó tiếp. Tiếp cho chút ớt, chút cái thuốc, ăn đồ đó, mình không có đủ, thì nó không còn nữa. Vậy là hàng tháng là chị gửi gì cho cô? Này 800 triệu vậy đó. Rồi ở đây có nhận hỗ trợ của nhà nước không cô? Chưa có gì hết. Của cái nhà này là... xin ra trên, xin... từ thiện cho nó định yên cho nó. Tôi đi làm đó, cái bệnh nó về, chị bất bớt có bị làm nữa, nó bị nặng lại. Dạ. Mà lúc khi cô còn khỏe thì cô làm nghề gì cô? Thì làm phụ nhà hàng cho biết đó. Dạ. Nhưng mà cô bệnh năm nay được bao mấy năm rồi? 8 năm rồi. Hai chân, hai đầu gối teo cái này hết trơn, mà đầu gối thì xưng cho bác. Không có tiền nữa rồi, không có đi trên tiếng trên. Chị ở Việt Nam ở nhà, người kia người bạn. Dạ. Bị sưng cái mình đắp thuốc hả cô? Đắp thuốc cho nó bớt. Đắp thuốc không đắp, đắp cái rồi tôi. Nhưng mà cái gì ăn không được, cái nó kiệt sức luôn. Vậy hả cô, đắp đắp không ăn được hả? Trời nó sưng quá trời to luôn. Nhưng mà đắp vậy có giảm không cô? Đắp liên tục cũng cả tháng rồi thấy nó cũng giống trơn à. Dạ như bị nặng mà lâu quá. Dạ. Teo 2 ngày. Giờ đi khó lắm, đi lần chị không? Cái cô này là chị em với cái cô hai vợ chồng mà mình đi hôm hỏi. Dạ, cổ bị nằm luôn á. Cổ nằm ở dưới đó. Cái ông chồng bị có tạc đi tó đó. Dạ. Cô này với cô đó là hai chị em. Dạ, hèn chi con cũng thấy giống giống. Nhưng mà à, đúng rồi. Dạ, con thấy mới vô thấy giống. Bệnh trước con cũng 2-3 năm vậy đó. Thì thầy làm quá trời. Dạ. Bớt rồi. Bệnh này đúng ra nghỉ, mà nghỉ một tiện đâu uống thuốc cho ăn. Dạ. Buộc phải đi làm. Ủa rồi, cái... dạ. Rồi chồng cô đâu cô? Mất. Mất lâu chưa cô? Mất rồi, cái chục năm. Dạ. Còn... trước khi tôi bệnh. Dạ. Còn con cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? Nhà lớn là 6 tuổi. Nhỏ là 34 tuổi. Nhỏ là 34 hả? Ừ. À. Bây giờ cô nhờ ai nấu cơm? Tôi tự bò nấu ăn. Ờ cái gì nấu khó lắm, hay cái chân cô làm, gì? Tự làm. Chứ giờ ai vậy? Gà đồ ăn thì người ta mua.
mặn là thịt hả, gái mua 20 ngàn thịt ăn 2-3 ngày đó, mà không dài nó không được. Không có sức để ăn trao nữa rồi sao, sức đâu có. Sợ ăn không được, suy nhược. Chỉ gửi mua 15 ngàn thịt ăn được. Ăn vô nó ói hả, sao? Thằng nó bữa muốn ói không à. Thấy sợ nó muốn ăn nữa rồi. Nó chưa ói nhưng mà thấy nó muốn bữa bữa rồi. Vậy là tức là ăn cơm không? Gửi một con chả ăn đó thì ăn được. Mấy đứa nó có chồng ở gần đây không? Thì con Thịnh có chồng với Thịnh đó. Rồi con nhỏ kia có chồng với Thịnh xa đét đó. Nhưng mà có hay về thăm cô? Nhỏ kia thì tháng vậy là đi ở gần xa đét đó. Rồi nó không biết chạy xe, rồi chồng nó thầm ở hồ đó. Là mình nghỉ gì ổng rảnh ổng chở thì về ha. Dạ. Thận thì làm xa rồi. Nhưng mà con làm gì thì hàng tháng nhà nước có tiền không? Đó vẫn có trời chứ mới hôm nay trời được cái bảo hiểm thận nghèo. Đóng 70 ngàn. Tháng 70 ngàn hả? Không, bảo hiểm mua một lần 70 ngàn. À. Thận nghèo á, 5 70 ngàn. Dạ. Ủa cái này có mưa không mà sao con thấy cô ấy cái tấm này che vậy? Bụi. Che cho nó đỡ nóng. Dạ. Bụi rồi đó. Bụi. Là không có giọt ha. Không. Dạ. 4 năm rồi. Cây bạch đằng không à? Đằng mỹ giáo. 4 năm rồi cũng còn đó. Giặt đại trong nhà tắm coi giống luôn. Mà không đi được thì sấy về chứ. Nhất không? Nhất chứ lắm. Cô cần đi tó không hay là phải đi bằng bò dịnh dắt? Bò dịnh không ạ, à? Tại vì thấy nhà nhỏ thôi. Chắc không có đi ra ngoài nhiều. Mà cô có đi khám bệnh viện người ta có chụp X-quang biết rõ bệnh như thế nào không cô? Viêm đa khớp. Viêm đa khớp hả? Ừ. Tiểu đường. Tại vì tiểu đường nó bị rút. Tiểu đường nó khó trị. Mà dòng tiểu đường chắc còn nếu mong bị tiểu đường cái kia chắc không đạt. Thì đó hả? Này chắc nó nhức quá, nó sinh này lên. Nhức ghế lâu ngày nó không có dễ nhức, mình không có vận động được á. Đồ bên đây nhỏ hơn bên đây chứ. Cái con bò nấu cơm, nấu từ rồi. Từ cũng như là lúc bệnh, rồi từ hồi mà nằm tới giờ là mấy tháng, bao lâu rồi? Tết giờ. À, Tết giờ. Ừ, Tết giờ bị nặng. Còn chiếc kia cũng như là nằm hồi Tết giờ luôn ha. Trước kia thì khỏe khỏe đi vòng vòng ra trước tôi cũng được chứ không đi chợ nào mấy năm nay đâu. Cũng như bớt bệnh rồi đi khỏe khỏe được cái tôi làm cái nhà hàng tôi làm gắn làm 2 năm nữa cũng quay không mà có nó bị nặng. Nằm lại đi nổi nó bây giờ. Vô gán. Vô uống cái gì? Thuốc tây nó bắt. Nó hầm. Thuốc tây thì nó nóng. Giờ không uống thuốc tây. Nhưng mà thì bây giờ cái nếu mà bệnh của cô thì mau cũng không có lên được, không có bệnh đấy. Phẩm mà yếu quá lên nghĩa thì chích thuốc, chích bữa đầu khỏe, hai bữa sau y chang luôn, còn liều thuốc giống tôi bỏ. Giống như mình uống, mình chích giết giờ nó lờm thuốc rồi. Không, quay mấy năm nay không có chích. Nó lờm thuốc rồi. Ừ, nó lờm. Rồi thuốc Bắc, thuốc Nam rồi ai đi hốt? Thì kêu thằng cháu nó đi nha. Đâu có bắt mạch bắt gì hả, mình chỉ nói bệnh thôi chứ mình đâu có chở mình đi được không? Chở thì được. Anh mà mua thuốc hộp á. Thuốc hộp uống á. Giờ hỏi mấy người kia luôn, cũng không được. Mấy người ra bên... Nhưng mà cô đi lên trên đó như thế nào? Đi khám á. Ai đưa cô đi á? À, đi khám, đi bằng cách nào? Cháu chở con của cái cô đó, con của cái cô ở dưới á. Dạ, cô dưới thì nhiều con ha. Là... Có mấy đứa à, là... À, rồi. Đây, sửa xe. Chó ừ, đi nó ngủ đây nè. Chứ con chó lên đây ở. Đi à, dạ. Vậy con không ngờ nhờ không gần thì ở nhờ cháu. Con đứa nó chạy xe. Con trai thì đi xa, dâu đổ ở chung lo được. Trai thì đỡ nha, gái thì làm gái thì nó không trọng. Đứa nào nó cũng ở chung không à chứ không có
nội riêng cho mình, bởi vì mình cũng đâu có sống với nó được. Đó, chồng xuống xuống thăm, thấy yếu quá rồi kêu mình để chở đi xuống xe đét á. Chị mình đi lấy thuốc gì là mình vô bệnh viện mình lấy, hay là mình đi lấy mấy tiệm thuốc bắp thôi. Mấy tiệm thuốc bắp là cũng có bảo hiểm không không? Vô trong bệnh viện lấy tiền. Bệnh viện nó cũng có chỗ đông y nữa. Có đúng rồi, có đông y vô chống. Chứ không, tại hồi tối tôi mới bệnh á, viện Thạnh chưa có giờ á, tôi lên đó. Tôi khám mà đưa thuốc uống một tuần gì vậy, cái mặt cũng sưng quá trời luôn, tôi bỏ tới giờ cũng không đi lên viện. Ừ, viện rồi hết thuốc còn lên đông y đó. Tôi sợ luôn, nó muốn luôn. Mặt dữ lắm, bự luôn á. Ăn cơm chiều chưa? Chưa. Nấu chưa? Chịu hấp của mẹ. Ví dụ như một tháng cô tiền thuốc của cô hết bao nhiêu cô? Khoảng 1,7 triệu. Dữ vậy hả cô? Mà nếu mà 1,7 triệu mà cô không có làm gì ra tiền con cô gửi chứ cũng không đủ không cô? Không đủ thì nhờ cũng chị em rồi sẽ cho tí. Dạ, còn ăn uống sinh hoạt hàng ngày nữa. Ăn thì không có nhiều. Ăn thì lớn, nó đâu cũng vậy, ăn thì bệnh thì bệnh thuốc men này kia nó nhiều. Ăn thì ở chưa sớm mà nó lâu không phải con ít ít gì đó. Nó ăn có nhiều nữa, con nữa thì thuốc nó nhiều. Thuốc có nhiều. Cũng như mình đi một lần vậy là mình lấy một tháng uống luôn ha. Chứ mình đi đứng khó khăn mà ít ít rồi. Dạ thì hôm nay đến thăm cô thì biết được cái gia đình của cô thì rất là khó khăn. Nghe cô kể thì thật sự là bây giờ thì cũng sống nhờ vào bà con sớm. Nhưng mà con biết thì khu vực này người ta cũng rất là khó khăn nữa. Bây giờ con sẽ giúp cho cô thì con gửi cho cô một cái phần tiền. Cái tiền này là cái tiền của chị Lan Nguyễn ở nước ngoài. Thì hôm nay đến để trao lại cái sự giúp đỡ đó cho cô. Thì hy vọng là cô sẽ đỡ được cái phần nào trong cuộc sống. Bây giờ con sẽ trao cho cô 2 triệu. Hy vọng là giúp cô mua đồ ăn hay là tiền thuốc men thì sắp tới để mà sống tiếp. Đây con trao cho cô 2 triệu. Cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ có tiền này cô cũng đỡ ra được phần nào mà tiền cũng thuốc rồi cũng đỡ ra chút. Để học tiền nó cũng bệnh nằm suy nghĩ lo đủ chuyện nó cũng khổ. Mình không có tiền mình không có suy nghĩ cũng đỡ được phần nào. Lay quay một tháng nó cuốn cái lay quay cái nó mang nó kỳ cái suy nghĩ cũng phải lo thì đâu muốn tiền đâu uống thuốc, sắp tới tiền đâu uống thuốc. Giờ sống một ngày thì ngày đó. Rồi nửa đêm thì đó bệnh hoạn đó. Nhiều khi nó hết thì mình nhiều khi nó lại trở nặng, biết xoay sở sao. Lúc đó phải cần tiền để mình xoay sở. Đó, kẹo cũng nhờ. Không biết đỡ, cũng mang ơn. Cũng phải chịu thôi. Dạ. Căng cái kiếp mà phải chịu thôi. Khỏe tôi hay là tôi chảy lắm. Đó, già cũng có dữ dàng. Cuối cùng không được như muốn. Dạ. Dạ vậy thôi mình đi. Rồi chúc cô mau khỏe nghe. Vui lên là sống. Xin chào bà con. Thì thay mặt cho cô cảm ơn chị Lan Nguyễn đã gửi những cái sự giúp đỡ rất là cần thiết đến cô. Thì hy vọng là với sự giúp đỡ của chị thì cô sẽ được khỏe hơn, có tiền mua cơm, mua cá ăn. Cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt bà con luôn. Hẹn gặp lại bà con trong những clip sau. Dạ, con đi luôn cô. Đi luôn.